để khẳng định mình. Xin chào tất cả các em. Thế thì uh, trong ở cái thời điểm mà thầy uh, ghi hình cái video này là những ngày uh, cuối cùng của tháng Tư, tức là còn khoảng tròn 2 tháng nữa thôi là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 nghìn sẽ uh, bắt đầu. Đấy và còn khoảng 2 tháng nữa thôi thì thầy uh, tin chắc là các bạn đã có cái sự chuẩn bị khá là kỹ càng trong quá thời gian uh, vừa qua. Đấy, chúng ta chuẩn bị cho một cái nền tảng kiến thức khá là tốt đấy và để trong cái hai đoạn à, hai tháng cuối này thì chúng ta sẽ bắt đầu là tăng tốc mạnh mẽ và rất nhiều bạn mà thầy đã từng gặp là các bạn có thể tăng được cái điểm số 1 đến 2 điểm đối với mỗi một môn thôi nhé trong khoảng thời gian hai tháng cuối rất là nhiều bởi vì là tháng 5, tháng 6 thì các em đã kết thúc cái việc học trên lớp rồi đúng không chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý đấy cho các cái uh, môn thi nằm ở các cái khối mà mình lựa chọn thì, thì hôm nay thì thầy cũng uh, xin giới thiệu đến các em khóa luyện thi cuối cùng trong uh, chuỗi rất là nhiều các khóa học để phục vụ cho các bạn hướng đến cái kỳ thi chủ của trung học phổ thông quốc gia 2016 với tên gọi là khóa chinh phục các điểm số 8, 9, 10 từ các đề thi tự. Thầy chỉ nhấn mạnh là từ các đề thi tự Bởi vì là à, nếu bạn nào mà đang theo học ở trên môn lâu thì các em biết rằng là thầy à, có những cái khóa học đấy, chuyên biệt để phục vụ riêng cho cái mạng, ví dụ như là 8 đến 9 điểm là mạng OI rồi mạng phương trình hệ phương trình bất phương trình có rất nhiều các khóa vệ tinh về các cái mạng đó để chúng ta chinh phục riêng của từng phần đấy mà phần 10 điểm thì cũng có khóa chinh phục điểm 10 đấy là những khóa học riêng biệt dành cho các bạn đấy tuy nhiên thì bắt uh, uh, đầu từ cái năm 2015 là thầy thấy rằng là khi mà bộ giáo dục là tổ chức cái kỳ thi chung thì uh, các trường học phổ thông trên khắp cả nước là tiến hành thi thử rất là nhiều đấy và thầy cũng đã tập hợp được rất nhiều các dữ liệu từ các đề thi thử tổng hợp và tiến hành là giải chúng và thầy muốn là thông qua cái khoa học này để giúp cho các em có một cái nhìn nó khách quan hơn về những gì mình đã học. Các em học OI khẳng định rất tốt rồi, đúng không? Học phương trình nghiệm phương trình khẳng định rất là tốt rồi. Nhưng mà những cái bài mà các em làm là thuộc các khoa học là những cái gì mà thầy biên soạn cho các em và thầy muốn là có một sự đánh giá khách quan hơn về những cái mà các em đã thu lượm được thì thầy sẽ tổng hợp đưa vào cái khóa học này là khóa chinh phục từ các đề thi thử và các em làm các đề thi thử đó không phải là đề mà, mà 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 thầy biên soạn đúng không nhỉ thì các em sẽ đánh giá được cái năng lực của bản thân mình một cách chính xác nhất đấy và thầy sẽ tổng hợp từ các đề thi thử của những trường mà có uy tín và các câu là nó phải hay cho còn các em có thể lên google search ở trên mạng các em thấy rằng là có bạn ngàn các đề thi thử đấy nhưng mà chất lượng của nó như thế nào được những cái đề nào mà nó bám sát với kỳ thi thì không phải ai cũng có đủ cái năng lực để đánh giá được cái điều đó và không phải là các em tìm được cái đề thi nào cũng có những cái lời giải nó giúp cho các em là hiểu rõ các bài toán hơn nhé thế thì uh, khóa học này của chúng ta thì uh, cấu trúc của nó sẽ bao gồm có 12 bài dạng đấy 12 bài dạng và các cái bài dạng này sẽ xoay quanh các vấn đề như thế nói hình học phạm phương trình hệ phương trình và bất đẳng thức thế thì uh, ở mỗi bài dạng thì uh, sẽ bao gồm có tất cả là 6 ví dụ và 9 bài tập trong cái 6 cái ví dụ này thì uh, thầy sẽ chữa ba video tức là ba ví dụ sẽ được chưa một video và ba ví dụ thấy cho các bạn lời giải chi tiết ở dạng text đi kèm với cái file tài liệu bởi vì các em biết rằng là với các câu tám chín điểm này tám chín mười điểm này thì nói thật là 20 phút giải chưa chắc là xong đấy và thầy cố gắng là phân tích và chữa trong vòng khoảng 20 mươi đến hai phút đối với mỗi một bài đấy và ba ví dụ mà thầy chọn chữa thì tiêu biểu cho phần hình phạt phần phương trình hệ phương trình và phần bất đẳng thức thì nó sẽ rơi vào khoảng một tiếng, hơn một tiếng hồ một chút đối với mỗi một bài giảng. Đấy và cái phần bài tập về nhà thì nó sẽ có 9 bài. Đấy cộng với ba ví dụ mà nó giải chi tiết thì các em sẽ mất thầy nghĩ là tương đối là là nhiều thời gian, là sẽ phải mất khoảng tầm 2 ngày để có thể là hoàn thiện cái lượng bài tập đó nhé. Đấy cho nên thầy sẽ để với 12 bài dạng thì thầy sẽ cho phát hành trong vòng khoảng 6 tuần. mỗi tuần chúng ta học hai buổi thì đến tầm khoảng mùng 10 Cho đến 12 tháng 6 là khóa học sẽ kết thúc. Thế thì khóa học này thì uh, ngay cái tên gọi của nó đã cho chúng ta thấy là cái uh, mục tiêu về điểm số này. Đó là đối tượng mà các bạn mà thể hướng đến ở đây là các bạn phải thì uh, có một có mục tiêu về 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 điểm thi môn toán là nó phải trên 8 điểm nhé Đấy các em nào có mục tiêu là từ 8 điểm trở lên thì hãy nghiên cứu và, và và đăng ký khóa học này. Thế còn những em nào mà có mục tiêu khoảng 7.5 trở về trước thì thầy nghĩ là không cần thiết phải học đến cái phần này nhé Thế thì khóa học này thì thầy cũng sẽ cộng tác thêm với anh Tuấn và anh Duy để cùng với thầy là hỗ trợ cho các bạn đấy để hỗ trợ thêm cho thầy ở các cái mạng về hình học phẳng và mạng về bất đẳng thức để làm sao cho cái nội dung của khoa học chất lượng của khoa học nó được nâng lên đấy và thầy hay gọi vui thì khóa học này là ba trong một đấy ngoài thầy sẽ có thêm anh Tuấn và anh Duy là hỗ trợ thêm cho thầy nhé cho nên là nếu các em thấy các anh thì cũng không có gì là phải ngạc nhiên cả. Thế thì cuối cùng thầy xin chúc tất cả các em là sẽ tham gia khóa học đấy và đánh giá được tốt nhất cái năng lực của mình. Đấy, nếu như chúng ta vẫn còn những cái cái vấn đề gì mà nó vướng mắc về mặt kiến thức chẳng hạn thì thầy hy vọng rằng là khóa khoa học này các em sẽ bổ sung được kịp thời đấy, và có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung một thông quốc gia sẽ diễn ra sau đây khoảng 2 tháng nữa. Thầy chúc tất cả các em sẽ thành công.